sự phân ngờ trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Phản vật tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóc nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vàng chữ, vì ngàn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người xa đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phận, trả lại người áo gà xa. Vì sao độ ta không độ nàng?